Hello, xin chào mọi người, lại là Duy đây. Và chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của bé Duy quận 7. Thì giới thiệu với mọi người đây là ai nè? Mình là Hồng Phúc Tiết. Thì ngày hôm nay mọi người có thấy là giữa một cái thời tiết mà rất là nắng nóng nè mọi người thấy nè, nắng rất là gay gắt nha. Mình phải cầm cây dù luôn á mọi người, nắng ướt điện thoại. Đó, thì ngày hôm nay như tin tiêu đề mà Duy đã đến á, là như tin tiêu đề mà Duy đã có nhắc đến là mình sẽ xuống nhà thằng bạn của mình ở dưới quê. Thì quê thì cũng không hẳn là quê, ở đây chỉ là huyện Nhà Bè. Thì nói chung là từ quận 7 nhà mình xuống Nhà Bè thì nó cũng không có xa lắm. Thì mọi người ơi, một cái điều rất là bất ngờ nha, là hôm nay mình sẽ xuống nhà nó mình chơi. Thì mình sẽ xuống đây làm bánh luôn. Mình sẽ quay lại cách làm bánh cho mọi người xem. Và mọi người nhìn nè. Mọi người nhìn cái nhà của nó nè mọi người. Đó là cái cổng nha mọi người. Và cái lúc mà mình đi vô mình rất bất ngờ mọi người ơi. Có cái chốt bảo vệ. Mọi người nhìn đi, nhà của nó có chốt bảo vệ. Đó mọi người, thì mấy cái cây này mọi người, nhà nó như một cái sân vườn nha mọi người, rất là rộng luôn. Thì nói chung thì hôm nay tụi mình sẽ quay cho mọi người một bữa tụi mình làm bánh, và cũng hình như là lần đầu tiên tụi mình chỉ cách nấu ăn trên blog của Duy. Chỉ cách làm thôi. Ê Phúc, mày bật cùng tao Google Map coi. Dẫn vô nhà thằng này già quá, nhà mà coi nè, mọi người nhìn cái nhà nó rộng nè mọi người nhìn nè. Đó, trời đất ơi trời. Trời ơi trời. Rất là rộng luôn nha mọi người. Thì bây giờ là mày bật Google Map coi xuống cái bếp chỗ nào. Quá trời rộng. Đó mọi người, thì khi mình bước vô nha. Đây mọi người nhìn nè. Cái con đường dẫn vô nhà nó nha mọi người, còn đây cái gara nhà nó nha mọi người. Đó. Cái chiếc lift màu đỏ đô là chiếc lift của mình. Đó. Thì bây giờ là không biết là bây giờ là mình vô đường nào bạn ha. Không biết bây giờ mình đi vô đường nào bạn ha. À đường này hả? Trời ơi mọi người ơi. Đó mọi người nhìn kìa. Ê thật sự là mình cũng không biết là ở nhà nó là có bao nhiêu chiếc ô tô luôn, mọi người nhìn đằng sau. Có chiếc du thuyền đằng kia mọi người thấy không đó? Có chiếc du thuyền chiếc cano gì đó. Đó thì bây giờ mình sẽ vào nhà bạn mình và sẽ xuống bếp quay cách làm bánh cho mọi người xem nha. Và hôm nay á, thì mặc dù là mình xuống nhà của bạn mình nhưng mà bạn mình không biết làm bánh mọi người. Thì có em gái của bạn mình sẽ là người gọi là sao ta, tuy là bé này còn rất là nhỏ, rõ hơn mình rất là nhiều tuổi, nhưng mà hôm nay em sẽ là thầy của bọn anh. Ok, hello mọi người đi. ok em trời công nhận. Thôi trời ơi, đừng nói nhiều quá. Hello mọi người đi. Ok cảm ơn. Ok thì đây là cái điều với mọi người nha, đây là bé Su sẽ là người mà chỉ tụi mình cách làm bánh. Thì bởi vì tụi mình mấy mọi người biết đó, Duy với Phúc gọi là làm khùng làm điên thì được mọi người, nhưng mà về mà nội trợ hay nữ công gia chánh là chắc chắn không phải gì công việc của tụi mình rồi. Thì hôm nay bé Su sẽ chỉ anh với Phúc làm bánh, còn ví dụ mà làm được hay không thì anh không biết, mà ăn được hay không biết. không, anh tin em, anh không tin con này nhưng mà anh tin em. Ok, và bây giờ thì bé Su sẽ đưa cho tụi mình một cái list danh sách là gồm mua những gì, rồi làm những gì. Và hôm nay thì nghe nói là Su sẽ làm cho tụi mình 4 loại bánh, thì không biết loại bánh gì nữa. Đây là bánh phô mai, bánh mì bơ tỏi, bánh cookie với lại bánh Su. Thì nói chung thì tụi mình là những nhân vật tập gym không mọi người. Tụi mình vẫn rất là giữ dáng và là sống healthy mọi người, cho nên một lần tụi mình ăn tụi mình danh 4 loại thôi. Và hôm nay thì tụi mình sẽ nói chung thì sẽ mua hạn chế thôi, tại vì 4 loại rất là nhiều nên không có nên mua nhiều. Ok bây giờ thì tụi mình sẽ đi mua đây. Hẹn gặp lại mọi người ở chỗ mua bánh nha. Duy và Phúc đã đến tiệm bánh, đến tiệm mua nguyên liệu để làm bánh. Thì mình sẽ để dưới phần link mô tả để cho mọi người biết là địa chỉ này mình mua ở đâu. Và mọi người ơi nhớ nha, khi mà đi vô đây á là mình phải đeo khẩu trang, tại vì mọi người biết bây giờ Sài Gòn mình rất nguy hiểm, cũng giống như là rất nhạy cảm nha, cho nên là đến những chỗ mà nơi công cộng mà có nhiều người thì nên đeo khẩu trang. Khi mà Phúc đã list ra được một danh sách á là mình sẽ mua bơ nhạt, đường, bột làm bánh, trứng, 10 quả này nọ đó mọi người. Nói chung là như đây nè. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ đi kiếm nguyên liệu cho mọi người. Bơ nhạt nóng đâu vậy? Mày biết bơ nhạt cái gì không? Không. Ê, tao nghĩ là mày để tủ đông. Cái cách tốt nhất mà là khi mình kiếm được những cái này mọi người, không biết thì cứ đi hỏi người ta đi. Thì đi đây nè. Ở trong tủ. Biết. Muốn gì vậy? Mày lựa đi. Lựa đi, lựa nào tươi tươi nha. Lựa bơ nào mà tươi tươi nha, về bỏ lẩu ăn sống được đó nha. Mọi người có phút tiếp. Cái tủ để đồ người ta ở đây, hồi nãy giờ Di kêu nó là đi mua đi mọi người, không chịu xuống kho người ta kiếm, mọi người kiếm đâu bịch đâu 1kg 2kg không. Như bé hồi nãy mà ở nhà của mình đó mọi người, thì là bé đó sẽ là người dạy tụi mình nha, tại vì tuy là bé đó chỉ mới 2k 3a thôi, nhưng mà thật sự là bé đó giỏi về những cái chuyện này lắm. Còn tụi mình mọi người lớn lớn dạy đâu chứ đụng mấy cái này là ngu lắm. Ê. Mình mua cái lại để ăn, để làm cái này ăn. Mình có làm nữa. Ôi cái này ngoài mắt nha má, cái này ngoài mắt có mình. Mình có làm nữa. Có làm macaron không? Có. Ơi tao nói này nè má. Bây giờ tao chỉ mày cho phút. Bây giờ mình sẽ mua nguyên liệu là macaron, mình mua về xong mình thanh lý lại, còn này mình mua mình bày ra cho đẹp, hiểu không? Xong rồi cái mình nói mọi người là mình làm. Cái tao nghĩ ê macaron nó còn mắc nha. Cái gì vậy? Muốn gì vậy?
gà nướng gà bạc hả? Ơi, không biết hôm mình đi mình mua con gà đó đi má, bây giờ mình nướng gà bạc còn bánh thôi làm bánh nắp quá không? Ơi mọi người. Ơi, cái ngày này mọi người mình không hiểu thôi nha, là mình cứ nghĩ là làm bánh rẻ lắm mọi người, nãy giờ mình mua nguyên liệu toàn là 1-2-300 ngàn không mọi người, như đây thôi cũng mấy trăm ngàn rồi đó. Tôi tính là làm mắc quá ha. Ừ, rẻ thôi. Trời mọi người ơi, ở đây mọi người là duy biết gì sao nó mắc rồi mọi người, có bán cá lóc có chép nữa là mọi người. Thì những cái ngày mà mình 23 Tết đó, thì mọi người nên vô đây mọi người mua nha mọi người. Mình thả mấy con cá chép này nè mọi người cho nó đỡ tội nghiệp nha, chứ thả con cá sống tội nghiệp nữa. Phúc Phúc. Mua này không? Ơi mua ba cái đi, mua ba cái đi. Mọi người ơi, sắp đến sinh nhật của Duy rồi mọi người ơi. Bây giờ đang là tháng 7 đúng không mọi người? Rất may mắn mọi người ơi, chỉ còn có 2 tháng nữa sinh nhật của mình, sinh nhật mình tháng 9. Nhưng mà rất có nguy cơ năm nay sinh nhật mình tổ chức một mình nha mọi người. Sao lấy cái màu đỏ? Con bé đó chắc là màu xám đi, chút là về cho nó lựa đi. Ôi thôi lấy ba cái cùng màu đi má. Ba cái khác màu nhìn nó diêm dúa lắm. Dễ thương. Nó nhìn nó diêm. Mọi người cách tính. Không, nhìn nó rất là diêm dúa nha má. Cái này cũng có cái mày Noel đó nè. Ờ cái này đi, cái này chết mệt, cái này mua cái màu này đi. Ba cái đi. Ờ, đó đi. Rồi bây giờ thì tụi mình sẽ tính tiền nha mọi người. Thì tụi mình đang check từ xem là có đủ nguyên liệu chưa, thấy cũng hơi nhiều rồi đó. Rồi, check nha. Rồi, dạ bơ lạc 500g. Đường bột. Và hết sức ra. Không, ý là quay điện thoại chứ không phải quay mày đâu. Đường bột đâu, đường bột đây. Đó, đường bột. Trứng đã ra chuẩn. Dinh viên 500g, 2-400g. Rồi, thuốc viên khuyên. Bột mì đa dụng. Mút chế cây. Tụi mình đã tính tiền rồi. Và mọi người biết là bao nhiêu tiền không mọi người? Gần 700 ngàn. Đây. Ôi, đâu có giá tiền nữa rồi ta? Đây mọi người nhìn nè. Nhìn nè, nhìn rõ không? Thật sự là mình cũng không nghĩ là nó có, là tại vì nguyên liệu làm bánh rất là mắc mọi người, tại vì muốn làm bánh ngon thì rất là mắc. Nhưng mà hy vọng là hôm nay mình sẽ làm được bánh ngon nha mọi người. Còn thí dụ mà nhúng tay Phúc vô thì mình cũng hên xui. Thì Phúc đã mua rất là mắc rồi Phúc, 700 ngàn rồi Phúc, cho nên mày phải cố gắng mày làm nha Phúc. Bây giờ hôm nay mình đang có bằng tốt nghiệp bánh của mình theo. Rồi giờ có luôn hả? Có. Đó và bây giờ thì mình sẽ về nhà và bắt tay vô làm, tại vì bây giờ cũng khá là trễ rồi. Và hẹn gặp lại mọi người ở nhà mình nha. Và bye bye mọi người. Ok mọi người ơi, và tụi mình đã vừa đi siêu thị về và đã mua được, cũng gọi là mua được, nói chung thì tụi mình chỉ mua vừa đủ thôi mọi người. Thì ba tụi mình tỷ lệ 1-1, tụi mình chỉ nấu được cái hôm nay tụi mình làm bánh đó, thì tụi mình chỉ nấu được tầm một cái đám cưới 60 người thôi mọi người. Nhìn đủ này. Để tập hóa mọi người nhà, mọi người nha, đây á là những cái vật liệu tụi mình mua để mà tụi mình nấu cho một tiệc buổi tiệc đám cưới gồm 60 người. Thì bây giờ xuống em giới thiệu cho mọi người đi, bên đây là gì vậy? Đây là bột. À rồi, cảm ơn. À rồi, cảm ơn. Thật sự là cũng phải nhờ em á thì anh biết là bột nha. Thật sự nhìn mấy chữ này anh không biết là bột luôn á. Bột nhưng mà nó có nhiều loại lắm. À. Này màu xanh, màu đỏ, màu xanh. À, ok, rồi. Cảm ơn nhiều nha. Ok thì phải nói với mọi người là tụi mình ở đây chỉ với cái việc mà tụi mình tấu hải ướp bậy. Cái việc của tụi mình ở đây chỉ là tụi mình nấu ăn như thế nào thôi. Còn cái việc trình bày thì mọi người cũng không nên kiếm đến Duy nha. Tại vì Duy đã nói ở những lớp trước rồi, nếu mà mọi người cần kiếm một cái sự gì mà trình bày đẹp hay là decor đẹp thì đừng kiếm Duy, tại vì mình không làm được điều đó đâu. Mọi người nhìn cái bàn của mình nè. Nhưng tuy là về thẩm mỹ nó không được đẹp cho lắm, nhưng mà mọi người nhìn đi, chất lượng mọi người nhìn nè. Mọi người nhìn nè. Thì thôi giới thiệu lại đi nha. Sao? Đây là bình tĩnh. Đây là tất cả các loại bột cần có. À, mọi người, một cái bịch bột này rất là mắc nha. Hồi nãy Duy đi siêu thị Duy mua rất là mắc và cũng tốn tiền. Thì hồi nãy mình đã nói giá cho mọi người nghe đó, là cũng rất là mắc. Thì rất may mắn mọi người ở nhà thì Su cũng đã có nhiều hơn như vậy, nhưng mà không biết vì sao Su lại kêu bọn anh đi mua thêm. Wow. Em hát quá. Vậy thế thì tiếp với Su. Kem phô mai, và các nguyên liệu khác. Ok, được, cái này được. Rồi và mọi người biết đó, cũng sắp sửa là đến sinh nhật của Duy rồi. Tháng 9 năm nay sẽ là sinh nhật của Duy, mà bây giờ đã là tháng 7 rồi thì mình chuẩn bị cúng. Em đã 12. Ủa vậy hả? Trời, gần tới rồi nhưng mà rất có nguy cơ là tháng năm nay của anh với em là tháng 10. Tháng 10 luôn. Tháng 9, tháng 10, tháng 12 thì rất có nguy cơ. Mình tháng 8 rồi. Tụi mình sẽ đón sinh nhật một mình nha. Ok, thôi kệ. Bây giờ ok, mình tháng 8 không ai quan tâm mình vậy. Ok thì bây giờ mọi người cầm cái dao mày muốn ai vậy? Thì mọi người ơi, tháng 8 nè, tháng 9 nè, tháng 10 nè, tháng 12 nè, thì có thể năm nay để tao nói cái 11 là ngày 20 tháng 11, là cái ngày mà về trường là khác nha. Thì rất là năm nay tụi mình sẽ đón sinh nhật một mình, nên thôi kệ, gặp nhau hôm nào thì mừng hôm đó. Cho nên hôm nay mình để kỷ niệm tụi mình gặp nhau mọi người, cho nên tụi mình tổ chức sinh nhật sớm nha. Ok. Tuy mọi người ơi, tuy là nó hơi diêm dúa một chút nhưng mà ê, hey, tao mới cắt cái đoạn này ra được không giờ được ghê. Trời, nghe ai ý kiến ngu vậy?
thích tao. Đầu tiên thì mình sẽ làm bánh phô mai nhưng mà cốt bông lan nha. Rồi, rồi, rồi. Hôm nay thì là Phương sẽ là thầy tụi mình. Thì tụi mình sẽ là hai đứa học trò. Và su kêu gì thì làm đó cho mọi người. Còn kết quả tốt á thì là nhờ là nhờ bọn anh nha. Nhưng mà thí dụ mà xấu là anh chửi em. Ok, bây giờ làm sao? Đầu tiên thì mình sẽ tách trứng ra hai quả. Ê mọi người có nghĩ mình biết ăn thôi nha. Mình tách thì mình còn câu. Nhưng mình sẽ còn 15 đường. Ủa cái này là bột hay là đường? Cái là đường. Đường cái này là bây giờ đường trong bánh lạ với mọi người ha. Đường trong bánh nó không giống như đường hình thức khác ở nhà vui luôn. Đó. Đây anh quậy cho nè, anh biết quậy. Tại vì mấy cái trò mà quay anh biết lắm. Mấy cái trò mà cầm tay này quay vô nè. Nhớ là mọi người có con nít ở đây mình không được nói bậy nha. Thì mọi người bé Su là sinh năm 2003, bé Su đang học từ bên Sài Gòn quận 7 và bé Su chỉ có bằng trai. Thì ví dụ mọi người mà bạn nào mà muốn xin info bé Su nè hay là muốn kiểu kiểu như là đăng ký vào cái gia đình của Duy đó mọi người thì mình cũng phải bước qua Duy vào phút trước. Phúc là thích cái gì hả Phúc ha? Thì tao thích gì chơi, thích kiểu jacket, bro jacket thì được. Còn đối với anh á thì là nói chung thì chắc là em nó cũng vừa đúng không? Trời ơi, xuất sắc cho mọi người. Đúng chuẩn 30 luôn nè. Nói nghe nào. Cái việc làm bánh không có quan trọng mà cái việc nói chuyện mới quan trọng nè. Thì nói chung á là em đã đến tuổi yêu rồi, anh cũng khuyên em luôn á là chúng ta nên yêu là vì tình yêu thôi, chứ cũng đừng quan trọng về bề ngoài, cũng đừng quan trọng về vật chất. Nhưng mà thí dụ mà thằng nào xấu thằng nào nghèo thì không yêu nha. Nhớ nha. Nhớ nha em. Ok mọi người, sau một chút trục trặc thì bây giờ mình sẽ bấm cái số 1 để mà đánh trứng cho mọi người. Đánh trứng. Ừ. Ôi. Xoay một vòng thôi. Vậy hả? Ừ. Sao biết vậy? Trời ơi, vậy nó đem cái bằng khen mà. Thôi thôi, mình bước lấy cái bằng của mày ra, mày kìa người ta đi. Tắt hả? À. Ôi mọi người, cái này là cả một nghệ thuật nha, chứ mày muốn đánh là đánh đâu. Ôi đẹp quá ha. Ôi các bạn cái mùi thơm rồi đó. Muốn cho nó... Anh đổ cái này vào lại luôn. Đổ nguyên một cái này luôn hả? Đổ hết luôn. Mọi người khi mà đổ cái này mình phải dơ cao lên mình đổ xuống nha mọi người. Tại vì nếu mà mọi người dơ thấp á thì nó sẽ đổ xuống hết. Còn thí dụ mà mọi người dơ cao thì nó cũng xuống hết rồi chứ không có xuống từ từ đâu. Và mọi người ơi, sau khi mà đợi lò nướng nóng lên thì mình sẽ bỏ bánh vào nướng nha. Biết làm không làm á, không thì để bé Su bỏ vô đi. Vậy người ta nướng cho bao lâu em? 30 phút hả? Ủa gì chưa được ăn nữa hả? Cái đó thì mình sẽ làm cái khác. À đúng rồi quên, mình không phải làm một loại mà mình làm một bàn tiệc 60 người luôn. Và thật sự là lý do vì sao mà hôm nay là Duy sẽ làm bánh thì mọi người biết là bây giờ thời buổi bây giờ thì ở ngoài đường đang rất nguy hiểm, với lại lý do là gì thì Duy không cần phải nói thì mọi người cũng đã biết rồi đúng không? Cho nên thì chắc là từ vlog này cho đến những vlog sau thì mình sẽ hạn chế ra đường, khi nào mà cần thiết hay là khi nào mà thấy thật sự an toàn thì mình sẽ ra đường. Còn bây giờ thì mình sẽ thấy hơi là nguy hiểm, với lại hôm nay sẵn tiện là mình được ngồi nhà của bạn mình rồi có bé Su ở đây thì mình sẽ làm bánh, thì đó là lý do gì sao hôm nay mình làm bánh đó. Còn ăn được hay không thì cũng hên xui nha mọi người. Mình với công đoạn rất là khó khăn, em cùng sức mạnh của anh mình sẽ sáng láo lên. Sao mình sẽ nhào bột nha. Nhào bột hả? Sao làm nổi? Mình không ok nhào nổi. Vô không phải nhào nổi, phải nhào nổi, phải nhào nổi. Ôi, thế này là cái này cảm giác là mình mọi người giống như là ngày xưa mình chơi cái trò giống như là đất sét á, giống như là cái trò đất không phải cái trò đất sét mà kiểu cái đất sét slam y chang chơi trò slam gì đó. Cái đó thì mình sẽ cần 20 gram mưa mà. Mưa à? Mọi người thấy chưa, ở ngoài trời mưa mà trong đây mình làm đồ ăn nữa thì rất là lãng mạn, còn nhiều bằng nữa ha. Ê Duy, nhưng mà biết có một điều bí mật không? Là gì? Cái đó mình xây máy được. Được không? Giỡn mặt với anh đó. Xây không làm bằng máy. Giỡn mặt với anh đó hả? Thôi, cái làm bằng tay cho ngon. Rồi cái đó lấy tao mang luôn nha. Ở đây còn nè, bút xuống nè đúng không? 3,000 later. Thì sau khi mà mình nhòi mọi người rất là cực khổ thì mình mới quyết tâm một điều mọi người, để máy làm nhanh hơn mình. Và thế là đây, mọi người thấy được thành quả là đây. Ơi, rất là nhanh luôn á. Tại sao để xe không cho máy làm đi, cái máy tập với anh có gì không? Đẩy luôn đúng không? Đó mọi người. Đó, đẩy luôn. Cái gì vậy? Và sau khi mà đợi cái này nó sẽ khô thì đợi cái này nó sẽ hoàn thành thì nhiệm vụ của tụi mình sẽ là vô rửa chén. Tại vì hồi nãy Phúc mọi người Phúc thì là bé nói là khi làm bánh thì vui thiệt, nhưng mà rửa chén đó mọi người thấy không,
cái bếp ở đây nè, cái bếp ở nhà nè, nhà bạn mình rất là rộng nha mọi người, nhìn khung vừa cho bộ kiếm chuyện nói cho phút nó rửa đó mọi người. Mọi người nhìn nè, xương ngỗng đó mọi người, con ngỗng con ngang vậy đó nha. Đó xương vừa, trời ơi trời. Ở thực là rất là rộng nha mọi người, nhìn nè. Đất của nó là đất dài bao la, cò phải thẳng cánh. Đó 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 đó. Rồi biết rồi, biết rồi. Thì sao? Sao vậy? Thôi đừng gây lộn với nhau nữa. Trời có chuyện đâu gây lộn với nhau trời. Mày đó, mày đó. Tao thấy mày khiều nó trước đó. Chứ qua kia một chút. Ừ. Rồi vậy nha, chút lên đây nói chuyện chưa xong. Đó mọi người. Thôi cũng phải vô phụ nó một cái chứ. Rồi giờ đứng nửa chén mà đội mấy cái nó nè mọi người nhìn nè, như là nhân vật vật hình vậy, như trò cười vậy. Nhìn nó kiểu nhìn nó diêm dúa mà nhìn nó gớm gớm tới đâu mọi người ơi. Và hôm nay dự định mọi người bây giờ đã là 4 giờ, gần 4 giờ chiều rồi. Thì tụi mình dự định là chắc là cũng phải 10 giờ tối mới xong rồi. Thì tụi mình sẽ công đoạn làm thì nó không có nhiều, cái thời gian tầm nửa tiếng một tiếng đổ lại thôi. Nhưng mà công đoạn ngồi đợi là phải quay rồi nướng cho bánh nó chín mọi người, cái đó mới lâu á. Thì hy vọng rằng tụi mình sẽ kết thúc cái vlog này vào lúc 9-10 giờ đêm, tại vì phải chạy về Sài Gòn. Ủa nghe xa người ta. Thì phải chạy về nhà đó mọi người, mà đường về đây thì mọi người biết mà nhà bạn thì rất là vắng, cũng rất là nguy hiểm. 30 phút rồi hả? Thì mở ra nha. Ôi thơm nha. Lấy đâu em? Cái này không có nóng. Ok. Ôi đẹp quá vậy. Wow. Trời ơi mọi người ơi, và mình đã lên lầu lấy bánh xuống và thật sự là rất là thơm nha. Thật sự là mình chỉ mất thời gian khoảng tầm 30 phút làm và 30 phút nướng để mà ra được một cái bánh bông lan này. Thơm nha, vậy mình cũng thấy rất là hãnh diện khi mà được làm bánh như thế này. Ủa, sao làm nhập? Ủa, cái bánh nhỏ xíu gì mà mình nhét nguyên cái nhân vô hả? Thì tụi mình cái style của mình. Ủa thì cái hả? Kẹp. Ủa thì đây là cái nhân cái bánh này hả? Em sẽ làm nhân kẹp bánh cho anh. Trời mọi người ơi, mọi người nhìn kỹ cho mọi người. Nãy giờ Di làm thì Di cũng chỉ là làm trong vô thức, mình cũng không biết là mình làm cái gì, nhưng mà mọi người nhìn nè. Cái bánh là tổng cộng có hai miếng này nha mọi người, hai cái miếng mỏng rất là mỏng luôn mọi người nhìn nè, nó mỏng dánh nè mọi người ơi. Nãy giờ mình ngồi mình ăn một miếng rồi. Mà cái nhân như đây nè. Rồi bây giờ nha. Này nó sẽ đổ cái này. Trời ơi trời. Như vậy thì người ta thường nói cái câu là học ăn học nói học gói đem về. Mọi người nhớ nha. Chúng ta nên đó mọi người, là chúng ta nên sang không phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ học gói đem về nha mọi người. Và sau khi đã chán đều rồi thì bây giờ tụi mình sẽ để ngăn đá cho tranh thủ nhanh mọi người ơi, tại vì bây giờ 4 giờ rồi. Ý, 4 giờ hơn rồi mà chẳng lẽ để ngăn mát chứ có phải 10 giờ đêm mày bỏ mày chùi gì vậy? Mày mới chùi ta. Mày khốn nạn đi nha. Nha. Tao chùi mấy cái đấy vậy. Mất vợ đi nha, mày mất vợ đi nha. Vậy bây giờ thì là Duy sẽ chia cái cục hỗn hợp này ra thành mỗi cục bao nhiêu em? 90 gram. 90 gram là tầm một cục là sẽ được 5 cục. Thử nha. Chết rồi. Sao cắt mấy cái này ra, tách ra vậy đó em? Yeah. 72. Mình sẽ, cái này là bánh xu đó nha, đúng không? Cái này là bánh mì ba tỏi. Ủa, mình đang làm bánh mì. Ủa, sao nó chia ra 5 cục vậy? Tại vì mình vừa đủ 5 cục. Là 5 cục bánh mì nhỏ yeah. Hả? Ờ, hiểu rồi. Đây, một cục nha mọi người. Anh vò. Ủa, sao nhớ bánh mì ba tỏi đó nó sẽ là một cục, một khối to luôn mà. Anh vò cho chồng nha. Hơi, Dễ hả? Ủa là cái này là sao ta? Có cái nào mình sẽ từng cục bánh mì nhỏ nhỏ không? Không, từ cái cục đó nó sẽ nở ra một cái cục bánh mì to hơn nữa. Là mình sẽ làm 5 ổ bánh mì bự. Sao nhiều quá vậy? Sao nhiều quá vậy? Là 5 ổ bánh mì luôn hả? Vừa một người ăn không sao đâu. Một ổ là một người ăn hả? Dạ. Em thấy sao nhiều quá ta? Và sau khi hai anh em dò ra được 5 cục thì sẽ ủ tiếp cho nó nở ra hay là hấp chưa? Chưa, chỉ để như vậy. Để cho nó bông rồi một chút rồi mới nướng đúng không? Đây mọi người ơi, đây là những công đoạn cuối cùng để làm ra được một ổ bánh mì bơ tỏi. Oh wow. Xong rồi mình sẽ đi nướng em. Không nấu nữa gì. Đủ rồi, 5 cái đủ rồi bà. Nó để dành lại mai chén mình bị gói ăn. Trời ngon quá Su. Và đây nha mọi người, cái ổ bánh kem mà hồi nãy về cái vị quyệt quốc, vị quyệt quốc mà tụi mình đã làm xong đó. Ok, lấy lại Su. Chết rồi, Su cũng quên thế luôn rồi.
2, 3. Mọi người ơi, sorry mọi người nha. Ở đây ánh sáng hơi tối cho nên mình sẽ không thấy rõ được cái vị ngon. Tí nữa mình sẽ xuống mình sẽ quay rõ hơn cho mọi người nha. Ngày xuống mình chỉnh lột mình làm gì xuống? Cho nó ấy. Cho nó tàn cái nước mình. Được rồi, thấy rồi. Wow. Tại lộ bánh kem mà nãy tôi là cái người mà xắt miếng thịt ra đó mọi người, lộn xắt cái miếng bánh mì ra đó mọi người ơi. Ơi ngon ngang. Đó, tí nữa mình xuống mình ăn rồi. Hello mọi người, và bây giờ đã là 8 giờ tối và bây giờ thì tụi mình đang rất là sung và háo hức để mà ăn những cái món bánh như thế này. Tụi mình rất là sung nè mọi người ơi. Rất là sung nè mọi người ơi. Mọi người ơi, thật sự là bây giờ đã là 8 giờ tối và nãy giờ thì tụi mình lên lầu nướng bánh. Thì hồi nãy mình đã quay một cái đoạn là nướng bánh mì bơ tỏi và nướng bánh su đó, với lại hoàn thành cái bánh này. Rồi sau đó thì mình đã order gà rán để mà ăn, thì bây giờ cũng không phải rối lắm nhưng mà phải thử, ít nhất là bây giờ mình phải thử. Còn chút nữa thì thử xong thì chắc chắn còn vui, thì vui với Phúc Tây được đem về nhà. Ok, thì bây giờ trước khi thử là mình sẽ hoàn thành những công đoạn bây giờ cuối cùng của bánh su. Thì su, chỉ cách làm bánh su đi su thì là sao nè, cắt ra nha. Đầu tiên thì mình đâm cái đít nha mọi người. Đầu tiên thì mình lấy cái đồ nhỏ nhỏ mọi người, mình đâm vô cái đít nha mọi người. Thì giống như là mình thông, giống như là mình đụng cái này nè. Đó, để mọi người nhìn nè. Đó, khi mà mình muốn làm bánh su đúng không, mình sẽ chỉ mọi người cách là chúng ta làm bánh su vậy đó. Có ghê không em? Ê bậy, ý là có cái dọc để cho nó trơn cái này á, để mình cho dễ á. Đó mọi người nè, làm như này nha mọi người, làm như nha. Đó, ok nha mọi người. Và nếu mà mọi người không muốn dùng kéo thì mọi người có thể lấy tay mọi người khuấy lên chút, nhấn. Đầu tiên là chúng ta nên nhấn một ngón tay trước, sau rồi hai ngón, rồi ba ngón nha mọi người, để cho nó tốt hơn. Rồi tiếp theo thì chúng ta phải cắt lủng cái bao nha, để mà xịt vô nè mọi người ơi. Nè, công đoạn làm bánh su rất là đơn giản nha mọi người. Đó thì mọi người phải nhớ nha, là chúng ta ghim sâu vô một chút để mà chúng ta xịt vô để cho nó không có bị văng ra trào ra ngoài nha mọi người. Nhìn nè. Nhìn nè. Gì vậy trời, nhìn nè. Đó, ít chút chút tán rồi. Wow, rất là ngon nha. Ngon. Ăn luôn. Gần đây mọi người ơi, bé Su của mình đó mọi người là rất là biến ăn, với lại bé Su cũng có làm bánh để mà bán luôn, cho nên nhưng kiểu như mà bé Su thì kiểu mọi người biết mà no. Bậy hai em, ngày nào bé Su cũng là ngày nào bé Su cũng ngửi mùi riết, bé Su rất là thích, tự nhiên càng làm là càng thích cái bánh của mình. Và ngày nào Su rất là Su ăn bánh trừ cơm luôn mọi người, thì là mỗi lần mà ăn bánh Su rất là thích nha. Su ăn nè, gần lại bé Su ăn nè. Ăn đi nè, cười lên. Ăn đi, có cho đâu. Su. Anh gì đó ăn đi, ăn đi. Sợ. Không, bánh em làm ngày nào em chả làm, em ăn ngon chứ. Không, họ mới cắn nó bị dơ, ăn hết luôn. Thằng này mất dạy quá nè, em nó ghê không? Nó lia cận cái em đó. Đây mọi người, để mình nuốt lên cái, em biết không? Vừa ăn mà vừa nói chuyện mất lịch sự lắm. Có dính không? Ok. Đó, thì đây mọi người, đây là cái bánh mì bơ tỏi thì đã làm mà cũng rất là cực nha. Trời, thật sự khi mà ăn á thì rất là dễ mọi người, nhưng mà làm rất là cực. Và mọi người biết bánh mì bơ tỏi thời gian chừng trước nha, cái thời gian mà mùa dịch năm thứ nhất đó mọi người là rất là hot bánh mì bơ tỏi này. Thì là đợt đó là Duy nhớ là mẹ Duy ngày nào cũng sẽ order một cái ổ để mà ăn, thì hôm nay ăn rất là thoải mái. Nhưng mà rất tiếc khi mà rõ ràng là khi mà mình làm mình hửi cái mùi không mình cũng hơi ngán nó. Đây phần bánh mì bơ tỏi, đây phần bánh su để giới thiệu cho mọi người rồi đó, nhưng mà chưa ly cận lại. Đây ly cận này lịch sự hơn cho mọi người xem chứ, để gì đây hơi bày hay nó. Còn đây là bánh gì vậy Su? Bánh cheesecake. Cheesecake là gồm có những gì? Cheesecake gồm có kem nè, hương Việt Quốc và bánh mì cho. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ăn bánh này nha, tại vì bánh này phải để lạnh ăn mới ngon. Với lại bánh này nha mọi người, là cách sử dụng của nó là ngon hơn khi ăn lạnh, và nhớ ăn á, trước khi ăn thì mình nhớ lắc đều trước khi ăn nha mọi người. Đừng để lắc đều trước khi ăn nha mọi người. Nhớ nha mọi người, mình lắc đều trước khi ăn, mình lắc gì nè. Còn không thì mình lắc vậy cũng được. Vậy đi.
Thật sự á, bây giờ đã là 8 giờ rồi mà khu nhà dưới đây mọi người là kiểu như là giống như là khu giống như là kiểu ở dưới đây giống như là người ta rất là yên tĩnh. Mà ở đây á, mọi người khu ở đây là mọi người ai cũng ngủ hết trơn rồi, cô người chú bác nhà bạn mình ngủ hết trơn trời. Mình ngồi đây mọi người ba đứa tụi mình đội cái nón như cá dồi vậy. kiểu mấy cô mấy chú đi ngang qua mình cũng ngại đó mọi người, kiểu sao ta, mấy cô mấy chú đang kỳ thị mà này. Ủa ba đang làm gì ta? Ê. Quên gì? Quên gì? Cái pháo ở trên đó. Đi lên đây. Mọi người đợi tôi đúng 1 phút tôi mới lợi. Đi. Rồi nha mọi người, và như mọi người cũng biết á thì là tháng 8 sẽ là sinh nhật của thằng bạn mình, rồi tháng 9 sẽ là sinh nhật của mình. Và thôi bây giờ thì không biết cái mùa dịch này thì chúng ta có thể gặp không biết cái mùa này thì chúng ta có thể gặp đập nhau được gần sinh nhật hay không. Rồi chúng ta hãy tổ chức sinh nhật trước cho mọi người. Em cái này mình nên cầm nha, không có nên cấm. Happy birthday to you. Không biết hát là tao. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Một cắm ba cây mới được nha. Thật sự là mình cũng rất là sợ. Em đốt đi em sợ. Thật sự là mình cũng rất là sợ lửa với là sợ này sợ kia. Nhưng mà mọi người thì nói chung thì làm việc gì nó cũng phải đủ phong tục. Đủ phong tục chứ cái đã đủ. Không em cắm được hả? Đó, thì cắm đi em sợ cái lắm. Đó thì đáng lẽ cái việc cái hôm nay mọi người là chúng ta phải tắt đèn nha, tắt đèn để mà đốt thì nó mới có ý nghĩa chứ. Mình nói rồi, nhà mà cưới con này về nhà có phúc lắm. Ví dụ mà cỡ mùng 1, mùng 2 Tết rồi mọi người đứng cho nó ra nó cúng nha, mất công bưng rồi kho dịch bẩn đổ bể hết. Nhà mày thí dụ mày là gả vô cái nhà già có nhà giúp việc, hiểu không? Mày chỉ có việc ngủ dậy ăn với ngủ tiếp thôi. Chứ mày đừng làm gì trơn á Phúc. Thôi mày ăn đi mà. Thấy chưa? Để bà ngoại ngồi bà ngoại cười kìa. Bánh ngon kìa. Bánh mới đưa ăn bé ngon. Cái ngon ngon kia lên. Ngon. Ơi Việt Quốc cứ tưởng là bỏ nhiều nha mày, ai ngờ là nó cũng nhiều thiệt đó nha. Nhiều thiệt. Ăn đi Su, 2, 3 cười lên. Ăn nha, cười lên. Ăn lên. Ăn vô. Ăn vô Su. Ăn cho tao nha, ăn vô. Ăn, cười lên. Ăn vô cười. Và mọi người, món best seller là cái món khó làm nhất. Cũng là cái món công đoạn nhất. Mất công đoạn nhất cũng giống như là cái món này, cái món làm đầu tiên rồi mình phải đi ủ bột rồi mình làm này đặt nọ để mà ra được cái món này. Thì đây sẽ là món mà tụi mình thưởng thức cuối cùng, nhưng mà bây giờ đang rất là no, cũng hơi ngán rồi cho nên cũng sẽ không dám ăn nhiều. Thì bây giờ mọi người ăn một cổ. Mình cũng không dám ăn nhiều nhưng mọi người bây giờ mọi người ăn một cổ thôi nha mọi người. Wow. Bây giờ bẻ ra nha. Trời ơi nhìn nha. Ăn tiền đoạn này nè mọi người ơi. Trời ơi. Bốp. Phải ăn chứ trời, tự nhiên lắc đầu bà nội. Giỡn mặt cái tao hả? Ăn vô. Lần đầu tiên mày ăn cái bánh này đúng không? Nè, bởi vì là bé Su còn rất là nhỏ cho nên là mình sẽ nhường bé Su cái ổ bự để mà mình... Đây mọi người nhìn nè. Bé Su còn rất là nhỏ cho nên thì mình sẽ nhường bé Su ăn phần bự, mình ăn phần nhỏ nha mọi người. Mình sẽ nhường bé Su ăn phần bự. Không, mình ăn phần nhỏ thôi, tại vì nói chung là mình cũng không có nhu cầu ăn uống nhiều mọi người. Mình cũng ăn phần nhỏ thôi. Đợi xíu nha. Tôi để đây cho Thúc Toàn hết cái này đó. May là vừa nướng xong. Ngon. Vỏ bánh khét khét nhòn nhòn ngoài. Ơi biết sao không? Anh rưới tỏi nhiều quá nó bị hơi bị hăng đó. Hơi tỏi, mà. Cái Su hơi tỏi. Đang nói mà. Ngon, ngọt tỏi nhiều lại ngon mà. Ngon tỏi ngon mà. Đúng rồi á. Mấy Su giỏi lắm, bánh mì mà làm được bột luôn. Hay à. Sự tôi rất là nhớ Quyên. Hôm nay là định ruột nó xuống rồi mọi người, nhưng mà hôm nay nó bận nên thôi Quyên ơi, công tình sáng giờ tụi tao làm rất là ngon, rất này này nọ, cho nên thí dụ mà mày có sống khôn khác đi của bạn, thí dụ mà ví dụ như là mày có linh thiêng ứng biến thì có gì mày về mày ăn chung người tao miếng bánh Su cũng được Quyên ơi, còn không miếng bánh mì bơ tỏi nè Quyên ơi. Này Quyên, tao cho mày miếng này nè Quyên, hay là mày muốn ăn cay úp lại bài giống như là Quyên ơi. Quyên dưới đây là Quyên ơi, có nhiều anh trai ngon lắm Quyên ơi, mày về để cho tao đi Quyên. Thì mọi người
ơn Duy biết đó là chúng ta không nên nói xấu người mà không có mặt, có mãi ở đây với mình, nói xấu người có mặt khúc mãi mọi người. Nhưng mà mỗi lần mà là nhìn đồ ăn mà nhiều nhiều mà bày hay gì đó mọi người, ủa bày hay cho cá sâu nha, thì mỗi khi nhìn đồ ăn mà nhiều nhiều mọi người, cái tụi mình thường rất là nhớ tới Quyên, tại vì nếu mà có Quyên đây là chắc chắn Quyên sẽ hết tìm tụi mình rồi. Do chắc là bây giờ tụi Duy sẽ kết thúc video này ở đây và gói đem về được không em? Đó. Thì người ta thường nói cái câu đó là mọi người là đi một ngày đàn học một ngày đốn gói đem về làm vậy, cho nên thì bởi vì là chúng ta làm thực sự rất là ngon, nhưng mà sẽ ngon khi mà ngày mai chúng ta nên ăn lại. Còn bây giờ thì tại vì làm từ sáng đến giờ rất là mệt rồi, kiểu nghe cái mùi nó cũng hơi bị ngấy, với là nãy mình vừa ăn ngày ráng xong, thực sự rất là ngon nhưng mà phải sorry bởi vì không được, không thể ăn hết bây giờ. Không, yên tâm, ngày mai anh pay time cho em coi. Thì bọn tôi sẽ kết thúc video này ở đây. Và đặc biệt là cảm ơn bé Su, bởi vì ngày hôm nay đã rất là chịu đựng. Tại vì rõ ràng mọi người có thể coi lại video, mọi người biết Duy cũng không làm gì hết trơn á. Vậy bộ đứng diễn thôi, thật ra Su làm hết. Từ cái công đoạn mà xức mấy cái này cái kia vô, mọi người Su làm hết á. Thì cũng phải cảm ơn bé Su. Và bé Su có cảm nghĩ thế nào khi mà hôm nay phải dạy hai anh chị? Em mệt. Không, em làm như vậy là em không có tinh thần. Thế như là nếu mà mệt thì mình cũng phải che giấu cái mệt mình ở trong, mình phải biểu hiện cho người ta thấy được là mình vui tươi. Hay vậy em trả lời, em hỏi đi, ví dụ em anh là Su nè, em hỏi đi. Anh thấy thế nào? Thất vọng. Thất vọng chàng chề. Đó. Và cảm ơn Phúc, bởi vì hôm nay Phúc cũng đã chịu đựng về đến đây để mà quay vlog cho Duy. Và cũng cảm ơn luôn người bạn của Duy đã cho Duy mượn nhà, bởi vì hiện tại bây giờ thì chúng ta không nên ra đường, hạn chế ra đường nếu mà không cần thiết nha mọi người. Thì nếu mọi người thấy thông tin Duy chia sẻ hữu ích, thì ở đây là Duy chỉ đứng trên cương vị là mình vừa làm bánh mình vừa tấu hài thôi, chứ mình không có thể nào mà truyền đạt những thông tin cho mọi người biết, cũng giống như là không thể nào mà cho mọi người biết được là làm gì, tại vì mình không có đủ khả năng nha. Thì ok, cảm ơn mọi người. Và nếu mọi người thấy video của Duy giải trí hay là mang đến thông điệp hữu ích, thì mọi người hãy nhớ nhấn like, share và subscribe để cho bé Duy cơ bắp đến gần hơn với mọi người, để mà Duy có thể mang được cái thông điệp của mình, ví dụ như là cái tính cách mà khùng khùng điên điên xàm xàm của mình đó mọi người. Thì tại vì mình biết đó là mình không có tài năng gì hết ngoài cái xàm xàm thôi. Ok, và cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Tạm biệt mọi người, bye bye. Quay chưa? Quay chưa? Đồ bóng quay chưa? Trời ơi, qua đây nè mọi người. Ơi mọi người, như ban nãy mọi người khi mà tụi mình lên, nếu mà tụi mình chiết đồ ăn ra mọi người, thì mọi người coi nè, từ đây mọi người coi nè mọi người. Trời ơi, mở ra cái để con cái con chấm lấy đâu nè mọi người coi nè mọi người. Nó quay nha mọi người, nó quay phụ Duy thôi nha mọi người, mà mọi người coi nè, nó cầm về Duy tưởng là nó đi đám giỗ. Mọi người coi nè, mày đi quay sách nè, hai bánh mì vơ tội nha mọi người. Đó, nó xin một lúc, nó xin hai cái đem về mọi người coi đó, con gái con lứa mà mất nết mọi người. Qua quay qua nhà bạn chơi mọi người, qua không phụ giúp được gì cho mọi người, ngồi giỡn rồi đó, cầm về thì đi quay phim mà Duy tưởng đang nắm dỗ nè mọi người. Chưa, bánh này nè, bánh xu nha mọi người, chưa nha, chưa hết nha, nhớ coi bánh cuối nha nè ha, bánh kem nè mọi người, mà coi nè mọi người, coi những gì của Phúc đem về. Này của Duy, này để riêng ra đó, chưa đâu nè mọi người. Gà ba chicken nữa mọi người đem về nha mọi người, một hộp gà, một hộp cơm nắm, hai cái pháo người ta không nói nha mọi người, đúng không? Nè mọi người chưa? Đặc biệt mọi người, mẹ thành bạn mình rất là dễ thương mọi người ơi. Hồi nãy Duy lên Duy giỡn, Duy nói cô bữa mình ngon quá, cô hai không biết là mình còn như thế nào không? Thật may mắn mọi người ơi, cô cho con Phúc nguyên một trái đem về. Ơ nhưng mà rõ ràng là vui đúng không? Ủa em, nhưng mà mẹ thích không ta? Mẹ là mẹ cho mà mẹ thoải mái đúng không? Anh sợ là mẹ cho mà kiểu mẹ đóng cửa lại thôi mà mẹ nói còn bé là được nhiều qua nhà tao nữa đó. Thì thật sự mọi người coi đó, mọi người chưa đâu, còn trái táo mọi người, đừng có bạch tiết chưa hết mọi người. Xin bưởi xong xin thêm bịch muối người ta đem về đó mọi người coi nè. Trời ơi trời, con Phúc trời ơi trời, tao xin bịch muối gì cho mẹ tao ăn không mày, đúng không? Tại vì mẹ tao mua muối dở lắm, ở đây muối ngon đó mọi người, thấy chưa, thấy cái lời như Phúc mọi người. Qua quay mọi người đem đồ ăn về mà chứ tưởng thiệt, qua quay vlog mà tưởng đang nắm dỗ. Này cái giống gì không? Giống gì đó, chung thu mấy đứa lên phường lấy đồ ăn. Đó mọi người, bánh mì bơ tẩu làm cực muốn chết mọi người. Người ta làm có 5 cái, một mình nó xin 2 cái đem về. Cái này về mình sẽ cho cái hàng xóm của mình ăn, chứ mình không ăn chưa, hết chưa, đâu. Quan trọng cái bưởi nha, cái bưởi này ngon lắm. Rồi, mày lấy ra đi. Rồi, đó, rồi, yeah. Bây giờ thật sự kết thúc video thật sự. Và bây giờ đi về thì nhà mọi người ơi, mệt quá trời mệt rồi. Không biết xe tải chứ, người ta sẽ chở hết được. Không, tao không, hồi nãy cô nói là nó kêu bịch không đủ đâu. Đóng thùng đi, đóng thùng giấy đi, rồi quấn băng keo ở ngoài, quấn giấy bạc ở ngoài mọi người, đúng không? Qua cổng hải quan mấy cái mùi, mấy cái món ăn mà có mùi lắm cho đem qua đó. Ok, bye bye.